Mặc dù là chuyện biết rồi nói mãi, nhưng mỗi khi Tết đến xuân về lại nhan nhản cảnh người say rượu, bia khiến phương tiện tham gia giao thông trên các đường làng, phố thị. Không chỉ tai nạn giao thông, những vụ ẩu đả xô xát nhau khi say rượu cũng diễn ra vào mỗi dịp Tết với tần suất cao. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, số người tới các bệnh viện, khám, cấp cứu, nhập viện điều trị là hơn 242.100 bệnh nhân. Đáng lưu ý, số ca cấp cứu do đánh nhau là hơn 2.500 ca, số ca do tai nạn giao thông là hơn 8.000 trường hợp. Những con số thống kê này cho thấy hệ lụy do uống rượu bia không kiểm soát gây nhức nhối trong mỗi gia đình và xã hội. Tết phải là những ngày vui, nhưng nhiều gia đình đã phải trải qua tấn bi kịch vì tác hại của rượu bia. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhập viện vào giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong tình trạng bất tỉnh, gãy hai đùi, trong đó có một bên đùi gãy làm mấy tầng. BXQ tên viết tắt, 20 tuổi ở Bắc Ninh, được bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh nhận định rất nặng và chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, biết mình sẽ mất một thời gian dài hồi phục chức năng, Quy đã suy sụp. Chàng thanh niên không thể ngờ sau cuộc nhậu tất niên với bạn, trên đường chạy xe về nhà đã xảy ra tai nạn. Quy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương nặng nề với hai bên đùi gãy khá phức tạp, chấn thương bụng, gãy xương sườn. Khi nhập viện, xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Quy gần 30mg trên 100ml máu, dẫn tới chức năng đông máu kém, ảnh hưởng đến quá trình điều trị, phục hồi chậm hơn. Do bệnh nhân sử dụng rượu bia với nồng độ cồn lớn khiến men gan tăng cao, phải điều trị hồi sức vài ngày, khi bệnh nhân ổn định mới phẫu thuật. Cũng ngày Tết Quý Mão vừa rồi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội tiếp nhận một nam thanh niên 21 tuổi ở Nga Sơn Thanh Hóa, được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng chấn thương rất nặng ở vùng đầu và mặt. Mẹ bệnh nhân vừa khóc vừa kể rằng tối mùng 4 Tết, nam thanh niên đi liên hoan cùng nhóm bạn có uống rượu. Trên đường về, thanh niên này đèo bạn, do đi xe máy, tay côn của bạn lại chạy nhanh, phanh gấp, vướng ổ gà nên tự ngã, lao vào dập mặt, vào cột mốc bên đường. Nạn nhân cấp cứu ở bệnh viện huyện do chấn thương quá nặng nên sáng ra được chuyển đến đây. Người mẹ đau đớn cho biết thêm, cách đây 8 năm, đúng vào nơi xảy ra tai nạn của con trai, chồng chị cũng bị tai nạn giao thông, đêm khuya phóng xe tốc độ cao, tự ngã lao vào cột mốc ven đường. Do đêm khuya không có người đi lại, khi phát hiện được thì chồng chị đã tử vong. Lần này, may mắn con chị đèo bạn đằng sau, người này chỉ bị thương nhẹ, lúc đó có người qua đường đã giúp đưa con chị vào bệnh viện. Nó có một mình, không ai biết, bi kịch có khi lại xảy ra, như chồng chị 8 năm trước. Chỉ vì rượu bia mà trong tích tắc từ một thanh niên khỏe mạnh, tương lai hứa hẹn phía trước, nam bệnh nhân phải nằm viện cấp cứu với chấn thương nặng nề. Theo đánh giá chung, rượu bia là nguyên nhân chủ yếu gây nên những xung đột vào dịp Tết. Chúng ta vẫn có thói quen ép nhau ăn uống, nhất là vào ngày Tết, dẫn đến tình trạng say xỉn, quên đi những hệ lụy nghiêm trọng do rượu bia mang lại. Khi say, con người ta dễ nổi cáu, hành hung hoặc lăng mạ làm nhục người khác mà không cần cân nhắc hậu quả của những hành động đó sẽ ra sao. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2018, tức ngày mùng 2 Tết, Mậu Tuất, Hoàng Văn Khánh, 30 tuổi, trú tại thôn Nà Riến, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, đã dùng dao tấn công khiến Dương Công Trường, 29 tuổi, ở cùng thôn tử vong. Hôm đó vào khoảng 22 giờ 45 phút, sau khi sử dụng rất nhiều rượu cùng một số người bạn ở trong thôn, Khánh và Trường đã nảy sinh mâu thuẫn. Do uống rượu say, không kiểm soát được bản thân, Khánh đã dùng dao đâm Trường. Do bất ngờ, nạn nhân không kịp chống đỡ và bị tử vong. Cho đến khi tỉnh rượu, Khánh cho biết vẫn không nhớ gì về hành vi của mình. Cùng dịp Tết 2018, tại thôn An Trì, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Do mâu thuẫn khi đang uống rượu chúc Tết, các đối tượng đã dùng dao và gậy để đánh nhau. Hậu quả làm Hứa Văn Yêu, Hoàng Văn Thiện cùng 28 tuổi và Trần Lý Hùng, 22 tuổi bị thương và đi bệnh viện cấp cứu. Theo cảnh sát, tội phạm cố ý gây thương tích trong dịp Tết có chiều hướng gia tăng do một số thanh thiếu niên thường sử dụng rất nhiều rượu trong khi đi chúc Tết, từ đó dẫn đến mất kiểm soát về lý trí và khi chỉ có một xích mích hay va chạm nhỏ xảy ra là dẫn đến xô xát đánh nhau, thậm chí dẫn đến chết người. Cách đây không lâu, một câu chuyện đau lòng xảy ra tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Chiều tối mùng 2 tháng 2 năm 2022, Nguyễn Văn Vũ, 29 tuổi, đến nhà bà NTH, tên viết tắt, là hàng xóm,
tại thôn Gò Găng, xã Tân Thăng để chúc Tết. Tại nhà bà H tổ chức tiệc nhậu để tiếp khách, có Nguyễn Văn Bi, 29 tuổi, con rể bà H. Trong lúc nhậu, giữa Vũ và Bi xảy ra xích mích với nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Vũ về nhà lấy cây rựa quay lại chỗ nhậu tìm Bi và chém Bi bị thương. Mọi người đã can ngăn, tước cây rựa trên tay Vũ. Tuy nhiên sau đó, Bi và Vũ tiếp tục lao vào đánh nhau từ trong nhà ra ngoài sân. Trong lúc đánh nhau, Vũ bị thương ở đầu được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường do chấn thương sọ não. Sau những vụ ẩu đả do rượu bia phản ánh một sự thật là tính hung hăng ngày càng có chiều hướng phức tạp, đặc biệt trong những người trẻ. Khi có chất men trong người, họ không kiểm soát được hành vi của mình và dẫn đến muôn vàn hệ lụy gây hại cho người khác. Không chỉ là tai nạn giao thông và đánh nhau, uống rượu bia không kiểm soát cũng có nguy cơ gây tử vong vào ngày Tết. Trong năm 2023, sau hơn 2 tuần được điều trị, cứu chữa, ông NVM, tên viết tắt 49 tuổi, trú thôn Tân Quán, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, nạn nhân vụ ngộ độc rượu sau khi tham dự bữa tiệc liên hoan khai xuân vào ngày 6 Tết đã không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong của ông M được xác định do ngộ độc nặng methanol, cồn công nghiệp trong rượu trắng. Trong bữa tiệc này, ông NVM và 14 người nữa cùng nhau ăn uống. Thức ăn là lẩu bò, gà và rau các loại mua ở chợ và các quán. Nước uống gồm rượu trắng và nước xoài đóng lon. Ông G, chủ nhà cho biết rượu trắng ông mua từ năm 2021, đựng trong can 30 lít. Đến thời điểm bữa liên hoan, ông còn lại khoảng 3,5 lít. Ông G không nhớ rõ địa chỉ mua rượu là ở đâu. Trong bữa tiệc liên hoan, có 8 trên 15 người đàn ông uống rượu, trong đó có ông M, bệnh nhân M, là người đến muộn nhất và cùng mọi người ra về lúc 17 giờ. Theo lời kể của vợ bệnh nhân, thì trên đường từ địa điểm uống rượu về nhà, ông M bị ngã xe máy, nhưng chỉ phát hiện say sức nhẹ và vẫn tự đi về. Sáng ngày 7 Tết, tức ngày 28 tháng 1 năm 2023, gia đình thấy ông M mệt mỏi, kêu khó chịu nên đã đưa ông đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Diễn biến chuyển nặng nhanh, ông M hôn mê, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, rồi chuyển tiếp lên Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi có thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán, bệnh nhân M nghi ngờ ngộ độc rượu, 4 người đàn ông, trong đó có ông G, chủ nhà, chủ bữa liên hoan, cũng đã lên Bệnh viện Bạch Mai làm xét nghiệm. Kết quả trong 4 người này có 2 người có hàm lượng methanol trong máu cao, có chỉ định lọc máu. Sau khi lọc máu, đã được cho xuất viện. 2 người có kết quả âm tính với methanol, còn 3 người cũng uống rượu nhưng không có biểu hiện bất thường và không đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ cảnh báo, từ nay cho đến hết tháng 2, thậm chí sang tháng 3 sẽ còn các ca ngộ độc và nhập viện khi người dân vẫn còn du xuân. Có những bệnh nhân nặng, cấp cứu, hồi sức là do uống rượu lâu năm dẫn tới xơ gan, chỉ cần thêm nhiễm khuẩn rất nhẹ khác, nếu uống thêm rượu rất dễ bị nhiễm, toàn chuyển hóa nặng, rất nặng và dễ tử vong vì gan khử độc kém, chuyển hóa kém. Uống ít hay nhiều đều có ảnh hưởng đến khả năng tập trung, phán đoán và xử lý tình huống. Người ta hay nói rằng rượu vào lời ra. Khi không kiểm soát được lời nói của bản thân, người ta cũng dễ nói ra những lời gây nên xích mích. Những vụ đánh nhau ẩu đả cũng từ đó mà ra. Thực tế, đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng, từ say rượu, bia, trong đó không có nỗi đau nào bằng việc đột ngột mất đi người thân. Những câu chuyện trên là hồi chuông cảnh báo mỗi người phải tự ý thức để bảo vệ chính mình và những người thân ngay từ hành vi sử dụng rượu bia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!